chào quý vị và các bạn. Bão đã tan, nhưng ngày hôm nay mưa lớn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị, với tổng lượng mưa dao động từ 19 giờ tối ngày hôm qua đến 13 giờ trưa nay, phổ biến là từ 30 cho đến 80mm, vùng núi dao động từ 80 đến 200mm, và cá biệt có nơi còn lên trên 200mm như là ở tại khu vực Hương Sơn và Hương Khê của Hà Tĩnh, lần lượt là 224mm và 232mm. Mưa lớn liên tục trút xuống, do vậy lũ trên các sông ở tại khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên và nhiều khả năng trên các sông thượng nguồn của Hà Tĩnh có thể đạt tới mức báo động 2 đến báo động 3. Các sông khác ở tại khu vực Nghệ An, Quảng Bình ở mức trên dưới báo động 1. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì mưa còn tiếp tục duy trì ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình với nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh còn có mưa to đến rất to và dông. Bà con nơi đây cần phải tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng trên khu vực. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Mưa ở miền Trung chưa giảm, nhưng mưa ở tại khu vực Nam Bộ thì lại tăng lên. Và tối qua, thành phố Hồ Chí Minh đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm, khiến hàng triệu phương tiện giao thông phải chôn chân dưới nước ngập. Tại các tuyến giao thông, cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các phương tiện ùn tắc kéo dài hàng km và nhiều xe thì ngập không còn nhìn thấy bánh. Thậm chí có những người phải cầu cứu vì xe trôi trong dòng nước. Gió Tây Nam còn hoạt động với cường độ trung bình cho đến mạnh. Do vậy mà trong đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh thành khu vực phía Nam thì vẫn còn có mưa dông ở nhiều nơi. Đặc biệt là mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, tiếp tục lặp lại tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ, bao gồm các tỉnh như là ở tại Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh và Cà Mau. Như vậy là những đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ tiếp tục cần phải cảnh giác với khả năng ngập úng có thể tái diễn, đặc biệt là trong giờ cao điểm có thể ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Ngoài ra thì ở tại vùng ven biển của khu vực còn duy trì mưa dông mạnh, sóng cao nên không an toàn cho những hoạt động hàng hải. Dự báo là phải từ ngày 18 thì mưa dông và gió mạnh mới giảm dần tại các tỉnh thành phía Nam. Quay trở lại các tỉnh miền Bắc, dự báo trong đêm nay và ngày mai thì đới gió đông dầu ẩm sẽ hoạt động mạnh hơn và suốt từ tầng thấp đến tận những mực khí quyển tầng cao, kết hợp thêm với tác động của khối không khí mát từ phía Bắc nên mưa dông có khả năng sẽ lan rộng trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Trong đó thì vùng ven biển và đồng bằng bao gồm các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội và Hà Nam sẽ có lượng mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Do trời nhiều mây, có mưa nên nhiệt độ về đêm và sáng giảm xuống mức là từ 21 đến 24 độ. Ngày mai trời tiếp tục là nhiều mây và mưa còn duy trì, nhiệt độ trưa chiều hầu khắp các nơi đều ở dưới ngưỡng là 30 độ. Và những vùng có mưa nhiều thì chỉ còn dao động xung quanh ngưỡng là 27 độ. Ở trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai thì vùng có thời tiết xấu vẫn là các vùng biển dọc ven bờ suốt từ Quảng Ninh trở vào cho đến tận mũi Cà Mau của nước ta. Trong khi đó, ngoài khơi xa, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì gió tiếp tục giảm thêm một cấp, phổ biến ở cường độ là mạnh cấp 5, cùng vùng mưa tiếp tục dịch chuyển về phía tây của khu vực nên vùng ngoài kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, thời tiết giảm mưa, tầm nhìn thông thoáng và tình trạng biển ổn định hơn. Như vậy là thời tiết trên cả nước còn mưa khá nhiều trong ngày mai và chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành sẽ có trong phần cuối bản tin. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!